Mình không thể sống như thế này. Nóng quá đi. Điều tốt là Stacy đã nhớ về vị cứu tinh nhỏ bé của mình. Chiếc quạt đầy năng lượng. Gió, cảm giác thật tốt. Lillian đang tận hưởng ánh nắng và kiếm trăm bảo vệ cô khỏi tia UV gây hại. Mình đã thật sự cháy nắng chưa? Ôi không, nhìn những vòng trắng này đi. Mình muốn làn da rám nắng. Hình như ai đó mất việc rồi. Đến bãi biển vào giữa ngày không phải là ý tưởng hay nhất đâu. Nhưng một cái mũ có thể bảo vệ bạn khỏi bị say nắng. Không nhanh lắm anh bạn. Cái mũ làm mình ngứa đầu. Mình không cần nó. Tất cả là lỗi của bạn. Mình không có việc gì phải làm với nó cả. Cậu đang trốn ở đâu? Tớ sẽ bắt cậu. Stacy là một đối thủ nguy hiểm. Bạn phải luôn cảnh giác. Tớ có vũ khí. Làm hát nào. Đây rồi. Nhận lấy nè. Mình hết nước rồi. Đạp lại ngay. Tôi sẵn sàng rồi. Bắt được rồi. Đây là những gì cậu nhận được. Hành động mùa hè yêu thích của Samantha và Stacy là ném đĩa. Bắt nè. Mình đang bay. Bấm tới cậu. Thật là tuyệt. Ôi, cậu ném nó mạnh quá đi. Ôi trời, nó vỡ rồi. Tớ dán lại rồi. Muốn thử không? Có chứ. Tôi đau lắm, đừng làm vậy. Tụi mình không thể chơi với cái này nữa rồi. Tiếng ồn ào khó chịu làm hỏng khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi hạnh phúc. Đến giờ ăn rồi. Còn mũi ngu ngốc. Achi, giúp em với. Anh có chai xịt nè. Anh sẽ lo việc này. Tôi sẽ bắt đầu với cô. Phew. Mình ngộp thở mất. Mình sẽ bay đến ghế khác vậy. Achi, anh đã cứu em. Đọc sách trước khi ngủ làm Stacy buồn ngủ nhanh hơn bất kỳ thứ gì. Mặt trời có đủ can đảm để thử và đánh thức cô nàng. Dậy đi, thôi nào, mở mắt ra đi. Thật là một người mê ngủ. Sáng quá đi. Không đời nào, mình muốn ngủ thêm chút nữa. Hiu, tốt hơn rồi. Ở đây nóng ghê á. Máy điều hòa mạnh có thể làm mát căn phòng trong vài phút. Bây giờ hơi lạnh rồi. Mình có thể cho ít năng lượng hơn. Vẫn rất thoải mái. Cô nàng không biết mình muốn gì. Đây là video mới của Woohoo Shop. Chào, cùng chơi chứ. Tụi mình đang xem Woohoo Shop nè. Yeah, cùng xem đi. Họ vui nhộn thật. Nhấn thích đi. Làn da đẹp màu nâu đồng là ước mơ lớn nhất của Lillian. Kem dưỡng da sẽ giúp cô có được nó. Dừng lại. Cô đi đâu đấy? Đến gặp cô nàng này. Vào đi. Bây giờ màu rám nắng sẽ đẹp và đều trên làn da mềm mại của cô. Mình bắt đầu bị cháy nắng rồi. Kèm chống nắng của mình đâu? Chào, tôi đến đi gặp cậu ấy. Không, cô không thể. Để tôi vào. Không, anh ta đã được bảo vệ. Trước khi trôi nổi xung quanh trên nệm, Lillian đã làm việc chăm chỉ với ống bơm. Vẫn chưa được.
Giờ nó hoàn hảo rồi. Hãy cưỡi những con sóng nào. Jay quyết định tận hưởng ánh nắng một chút và bất ngờ ngủ luôn. Cháy rồi, mình bị cháy nắng rồi. Bình xịt chả bỏng của mình đâu? Bình tĩnh nào Jay, tôi sẽ dập lửa ngay. Tốt hơn rồi. Nó thật sự hiệu quả đấy. Một vỏ sò lén lút đang trốn trong cát và chăm chú tìm một vật hy sinh. Âu, chỉ là một vỏ sò thôi. Âu, bạn sẽ nhận lấy nó vào lần tới. Mình nên đâm ai nữa nhỉ? Thứ tuyệt nhất để giúp bạn vượt qua ngày nóng bức là một cây kem tươi mát đây. Nhưng các viên kem đang quá chật trong bánh ống quế. Một viên kem còn tốt hơn không có gì. Đánh đi. Này, coi chừng trước khi ném chứ. Trái banh tội nghiệp dính hết bụi bẩn trên cát rồi. Hãy phủi sạch nào anh bạn. Của bạn đi. Tiếp tục nào. Rõ ràng Jay không giỏi ở môn bóng chuyền bãi biển. Của bạn đi, cố lên. Ô của Archie bị ướt sau khi đi dạo dưới mưa. Ổn rồi. Hãy dừng lắc tôi đi. Hãy đóng bạn lại và cất nào. Mái tóc rối của Stacy không để cô tập trung đọc sách được. Một chiếc khăn có thể giúp cô sửa nó. Câu chuyện ngọt ngào làm sao? Mình không thể tin được. Luyện tập dưới ánh nắng mặt trời không dành cho người yếu tim đâu. Yêu, nặng mùi ghê. Ồ, cảm ơn nha. Một chai khử mùi hương hoa có thể giúp được Archie. Nó thiêu đốt mắt mình luôn. Đúng rồi, mình cần xịt ở đây nữa nè. Yêu. Được rồi. Thêm chút nữa đi. Mình vẫn có thể ngửi thấy nó. Mình có thể làm được. Mình rất mạnh mẽ. Mình sẽ loại bỏ mùi khó chịu đó. Hết rồi. Ở đây không còn việc của mình nữa. Thời gian trôi nhanh khi bạn thấy vui. Mùa đông đã đến. Ồ, mình sắp đóng băng mọi thứ xung quanh rồi. Bạn biết đấy, tiếp theo là mùa xuân. Mình sẽ bao phủ mọi thứ với hoa. Và đây là mùa hè. Bật ánh nắng đến mức cao nhất. Và mùa thu cũng tốt. Các bạn, chuẩn bị áo mưa nha. Cửa hàng này có nhiều loại đồ bơi đẹp. Mình sẽ thử tất cả luôn. Jem phong thử đồ giữ Stacy an toàn khỏi những ánh mắt vẩn vơ. Này, bạn không thể vào. Có người hả? Được thôi. Nó đã trống rồi chứ. Giờ đến lượt mình. Một cái khăn mềm đem đến cho Stacy sự chào đón ấm áp sau khi bơi ở bể. Lau khô cho bạn nào. Gặp sau nha, tạm biệt. Mình sẽ chăm sóc bạn. Một cái kem ốc quế là ý tưởng tuyệt vời trong ngày hè nóng nực. Wow. Ôi, mình bị bẩn rồi. Bừa bộn ghê. Mình sẽ giúp bạn. Mình nghĩ mình lau sạch rồi. Rất nhiều thứ nằm gọn trong chiếc túi đi biển. Mình sẽ đọc sách ở bãi biển. Đồ bơi và mũ. Đi thôi.
có vẻ như chiếc túi chưa từng được sắp xếp trước đây. Samantha sẽ dành cả ngày tại bãi biển với cái chăn đi biển mềm mại. Tuyệt. Yêu cát. Mình sẽ phải vũ sạch nó thôi. Mình sẽ tắm nắng thêm chút nữa. Sarah sẽ dành cả ngày tại bãi biển luôn. Mình mang theo nước. Cái này sẽ có ích đây. Cái khuyên ở đây. Mình đây nè bạn yêu. Hôm nay nóng ghê á. Giúp, cứu mình với. Âu, nó rơi rồi. Bạn có thích những đồ vật mùa hè sống động của chúng mình không? Bình luận bên dưới và cho chúng mình biết ai là người ấn tượng với bạn nhất nha. Chiếc đĩa ném tội nghiệp, chiếc ô ướt, hoặc có thể là quả bóng chuyền. Hãy nhấn nút đăng ký thích video này và nhấn vào chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Motion nha.